Xin chào tất cả mọi người. Và đây là sản phẩm Lean Pro 8 tại ZZ Nutrition. Hôm nay Lon sẽ giới thiệu cũng như là chia sẻ với mọi người về cái sản phẩm này. Thì Lean Pro 8 là một cái dòng sản phẩm protein cao cấp. Nó chứa đa dạng các cái nguồn protein khác nhau. Thì ở trong đây nó chứa là whey protein concentrate, whey protein isolate, hydrolyzed whey. Rồi nó chứa casein, nó chứa protein từ sữa, từ trứng, và đặc biệt là nó chứa một cái nhóm chất béo gọi là EFA. Thì đó là những cái chất béo nó rất là thiết yếu cho cơ thể. Chất béo nó không xấu cho mọi người, chỉ có chất béo xấu thì nó mới không tốt cho sức khỏe thôi, còn chất béo bảy chất nó vẫn cần thiết cho cơ thể. Thì tại sao người ta lại sản xuất ra cái sản phẩm Lean Pro 8 này? Thì Lean Pro 8 nó được sinh ra để nó phục vụ cho cái việc bổ sung protein vào trong cái bữa ăn hàng ngày của mình, hoặc là bổ sung vào cái chế độ dinh dưỡng của mình. Thì Lean Pro 8 nó có thể dùng thế quay được hay không? Được. Nhưng nếu mà Lean Pro 8 mà mình dùng tối ưu á, thì mình nên dùng vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, chứ không chỉ là sau khi đi tập về. Thì Lean Pro 8 là một cái sản phẩm rất là đa năng. Nó có thể dùng vào buổi sáng mới ngủ dậy để mình bổ sung protein cho cơ thể của mình, nó không có bị thiếu protein. Thì tất cả những cơ của chúng ta, cơ của chúng ta khi tập luyện á, dù là môn gì cũng là gì chăng nữa, dù là môn thể thao đi chăng nữa, chúng ta cũng cần phải dùng tới cơ bắp, đúng không ạ? Và khi dùng đến cơ bắp như vậy á, thì cơ bắp chúng ta nó sẽ hao tổn nhiên liệu cũng như là nó sẽ bị tổn thương. Thì chính protein này nó sẽ là cái thứ giúp cho mình phục hồi cơ bắp, xây dựng và phát triển. Thì khi mà mình tập luyện, mình luôn muốn cái thành tích mình tốt hơn, mình luôn muốn cái kết quả mình nó hiệu quả hơn, sức khỏe mình cải thiện nhiều hơn, thì protein nó sẽ đóng cái vai trò giúp cho mình cái việc đó. Thì ở trong bữa hàng ngày của mình ăn protein thông qua thịt cá, thông qua trứng, thông qua sữa, thì Lean Pro 8 cũng vậy. Nó là một trong những dòng protein đã được chiết xuất từ sữa cũng như là các nguồn protein cao cấp khác nhau để bổ sung vào cái lượng protein hàng ngày của mình. Thì Lean Pro 8 là một cái sản phẩm cung cấp protein, nó sẽ giúp cho mình có được một cái nguồn protein trải dài, nuôi cơ thể của mình, nuôi cơ bắp của mình suốt cả một ngày dài. Cho nên nó gọi là Lean Pro 8, nó có 8 dòng protein. Thì đặc biệt cái sản phẩm Lean Pro 8 này á, cái vị của nó uống cực kỳ ngon. Nó đến từ cái thương hiệu là La Prada, một trong những cái thương hiệu gọi là nhà sản xuất protein uy tín và có thể nói là lớn nhất trên thế giới luôn. La Prada là một thương hiệu đến từ Mỹ. Đây là một thương hiệu đã được lập ra bởi một huyền thoại về thể hình tại Mỹ, còn đó cũng tên là La Prada luôn, không, nó tên là Lee La Prada. Thì Lean Pro 8 là một trong những sản phẩm mà được rất là ưa chuộng ở trên thị trường thế giới cũng như là ở Việt Nam, tại vì cái sự đa dụng của nó, nó có thể dùng được trong rất nhiều tình huống, cũng như là nó hỗ trợ cho mình rất là tốt cho cái việc là phục hồi, xây dựng và phát triển cái cơ thể của mình, phát triển cái cơ bắp của mình. Mình đừng cho rằng là uống protein là chỉ có những người tập tạ hay là đô bự cơ thì họ mới được. Không, tất cả chúng ta đều cần protein các bạn. Tất cả chúng ta đều cần protein cho cái sự sống của mình, cho hoạt động sống của mình. Và tất cả sự phát triển là nó đều nhờ vào protein. Nó không 100% nhờ protein, nhưng nó phần lớn là nhờ protein. Cho nên chúng ta thấy ở các nước phương Tây á, khi mà cái chế độ dinh dưỡng của họ, họ ăn thịt này, họ uống sữa nè, họ có protein từ nhỏ, cho nên là cái thể trạng của họ thường có xu hướng là cao lớn hơn. Đó, cho nên các bạn thấy là nhiều khi ở trong thực tế có một cái thử thật là nếu mà con cái nhà ai mà được ăn uống rồi được dinh dưỡng đầy đủ á, thì đứa người đó nó sẽ cao lớn, thông minh, khỏe mạnh. Thì đó là nó đến từ cái thành phần dinh dưỡng rất là nhiều. Thì Lean Pro 8 ở trong một hũ to như vậy nè, là mình sẽ dùng được 45 lần. Thì ở trong một lần dùng của nó không chỉ là whey, nó không phải là whey nha, nó là một cái dạng protein bổ sung trong ngày. Và nó cũng có thể dùng để thay thế một bữa ăn nhẹ luôn. Tại vì sao? Ở trong đây ấy, nó có 6g, một muỗng này nó cho ra 200 calorie và nó chứa 25g protein đến từ 8 nguồn protein khác nhau. Cho nên nó sẽ giúp đa dạng được cái lượng acid amin để từ đó nó phục hồi cái cơ của mình, phục hồi và xây dựng phát triển cái cơ của mình một cách tối ưu nhất. Cái thứ hai là nó có chất xơ, nó có 4g chất xơ và 3g đường. Đường khi mà mình nhắc tới đường mình đừng có kỳ thị nó quá, thì thật ra ở một gọi một cái khối lượng nhất định thì nó cũng có vai trò cần thiết cho cơ thể, tại vì bản chất là nó trực tiếp tạo năng lượng cho mình hoạt động. Rồi nó có chất xơ, nó có protein, nó có chất béo tốt và nó có 12g tinh bột. Cho nên đây có thể được xem là một cái dòng
bổ sung protein thay thế được bữa ăn nhẹ và bổ sung protein vào cái thực đơn dinh dưỡng hàng ngày của mình cực kỳ tốt để giúp mình phục hồi, phát triển và xây dựng cơ. Nếu mà mình nghĩ rằng mình uống protein vì mình muốn to bự lên thì Luân xin khẳng định là nó không có chuyện đó đâu bạn. Nếu như mình muốn tập mà săn chắc, khỏe khoắn, body nó xương xương thôi các bạn, thì Lean Pro 8 dùng cực kỳ ok, dùng cực kỳ tốt và mùi vị của nó cũng rất là ngon. Hiện tại thì tại Gen Z Nutrition chỉ kinh doanh 100% các sản phẩm chính hãng và đang có hai mùi, đó là mùi cookie and cream và mùi sô cô la. Mình dùng cái này để nuôi cơ bắp suốt ngày, mình có thể dùng nó vào buổi sáng mới ngủ dậy và trước buổi tập khoảng 1 tiếng và sau khi đi tập về, hoặc là dùng vào cái bữa nào mà mình cảm thấy là cái ngày hôm đó cái sự ăn uống của mình, cái dinh dưỡng của mình nó quá ít protein, nó không đủ để cho cái cơ thể mình phát triển phục hồi đó. Và nếu như là mình là người ít tập luyện cũng được, nhưng mà mình không có thời gian ăn uống, mình cũng có thể bổ sung nó vào cái chế độ ăn uống của mình để đảm bảo cho cái sức khỏe của mình cũng như là ngăn ngừa các cái vấn đề về việc thiếu hụt chất dinh dưỡng. Thì đây, Lean Pro 8, một trong những sản phẩm cực kỳ tốt để nuôi dưỡng, xây dựng và phục hồi cơ thể, cơ bắp của các bạn. Bất kỳ môn thể thao nào, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nó. Mùi vị rất là ngon và tới 8 protein. Nếu các bạn có thắc mắc gì, các bạn có thể liên hệ với Gen Z Nutrition để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Cửa hàng của Gen Z Nutrition nằm tại số 77 Dương Văn Cao, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức. Xin cảm ơn các bạn và rất hy vọng sẽ được phục vụ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.